lại là Trâm đây, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Rack Logistics. Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cung cấp những thông tin cần có khi gửi yêu cầu báo giá cho forwarder trong Logistics. Và các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Như các bạn biết thì để vận chuyển một lô hàng thì một trong những điều mà khách hàng quan tâm đầu tiên đó chính là giá cả. Thường thì khi hỏi giá thì các forwarder sẽ tích cực trong việc chăm sóc khách hàng. Nhưng mà vào mùa cao điểm thì các công ty forwarder phải xử lý rất là nhiều lô hàng và vấn đề trong đó, nên là họ sẽ không có nhiều thời gian để trao đổi về những thông tin bị thiếu hay là sai lệch. Mà nếu có hỏi thì thời gian họ trả lời cũng rất là lâu. Mà đương nhiên trong những mùa cao điểm thì khách hàng cũng muốn lô hàng của mình được xử lý và chuyển đi nhanh chóng, kịp cho những kỳ nghỉ lễ như là Black Friday, Noel hay Tết, v.v. Vậy thì khi mà các bạn gửi yêu cầu bản báo giá của forwarder thì cũng phải cung cấp đầy đủ những thông tin như là tên, địa chỉ, email doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thông tin của lô hàng, cân nặng, số ký và mong muốn cụ thể của các bạn là như thế nào. Thì dựa vào những thông tin này thì forwarder mới xem xét và gửi báo giá chi tiết để hỗ trợ cho các bạn được tốt nhất. Thì có những công ty mà không có form mẫu sẵn thì các bạn phải tự điền, nhưng cũng không thiếu những công ty là có sẵn form mẫu thì các bạn chỉ cần dựa theo thông tin yêu cầu để cung cấp thôi. Điển hình cụ thể thì mình sẽ lấy ví dụ tại công ty của mình luôn. Thì của Grab có website riêng, cho nên là khi khách hàng có nhu cầu nhận báo giá thì chỉ cần lên Google, search tên của Grab ra vào hệ thống của công ty. Như trên màn hình các bạn đang thấy thì đây là hệ thống của công ty mình. Ở đây thì mình sẽ chọn Request a Rate. Thường thì khách hàng khi mà gửi hàng vào kho của mình thì sẽ sau đó sẽ chuyển đi bán trên Amazon, cho nên là mình sẽ chọn International Rate to Amazon. Mình sẽ chọn một người đã báo giá. Đây là những thông tin cần thiết mà công ty yêu cầu các bạn điền vào ha. Thì đây có phải là lần đầu các bạn hỏi giá tại công ty hay không? Vì công ty thì sẽ có những chính sách ưu đãi dành riêng cho những khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu, thì mình có thể chọn Yes or No. Thì ở đây mình chọn Yes đi. Your company name là tên doanh nghiệp xuất nhập khẩu của bạn ha. Rồi, tiếp theo ở đây là tên của bạn, ví dụ điền tên mình đây luôn. Rồi, số điện thoại chủ yếu là để khi mà có việc cần thì sẽ liên hệ nhanh hơn. Và địa chỉ email thì đây là địa chỉ email này sẽ dùng cho công việc, tiện trong việc theo dõi vấn đề về lô hàng trong suốt quá trình vận chuyển và để trao đổi qua lại đó. Tiếp theo dưới này là tên nước bạn sống, mục đích là để công ty forwarder có thể biết được múi giờ chênh lệch nếu mà các bạn ở nước khác, khác thành phố, để có thể sắp xếp thời gian thuận tiện hơn, tránh trường hợp là công ty gọi đang lúc bạn ngủ hay là các bạn cần liên hệ với công ty trong khi là đã ngoài giờ làm việc. Thì riêng ở công ty mình, dù bạn ở Việt Nam hay đang ở Mỹ thì đều có đội ngũ hỗ trợ cho các bạn ở bất cứ giờ nào mà không cần phải quá lo. Thế nên mình sẽ ghi là Việt Nam. Như các bạn biết là chúng ta đang giao dịch trên mạng lưới quốc tế, và có thể bạn ở Việt Nam nhưng mà nhờ một công ty ở tại Cali đã vận chuyển hàng từ Trung Quốc sang Mỹ. Thì lúc này sự chênh lệch thời gian giữa các múi giờ ở những thành phố khác nhau là rất quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xử lý lô hàng nữa. Bên này Your State thì cũng như là Your Country thôi, thì các bạn để tên bang, tên tỉnh nơi mà các bạn ở. Mình đang ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, cho nên là sau này mình sẽ để Khánh Hòa. Tiếp theo ở dưới này thì đến phần quan trọng nhất đây. Trước tiên là ngày dự kiến tàu sẵn sàng, lý do công ty mình hỏi ngày này là vì đối với hàng E, giá vận chuyển thì sẽ thường được thay đổi vào mỗi thứ hai hàng tuần. Còn đối với hàng C mà đi từ Trung Quốc thì cứ ngày đầu tháng và ngày 15, 16 hàng tháng thì giá tàu cũng sẽ cập nhật lại.
Ở Việt Nam thì giá ở đây thì cũng thay đổi liên tục luôn. Đây mình ví dụ là tháng 6 ngày 26/2021. Tiếp theo bên này là trade term mà bạn chọn để vận chuyển cái lô hàng của mình đó. Ví dụ như là các bạn chọn export, bạn là người mua thì bạn phải có trách nhiệm biết cái hàng này tại xưởng của supplier và lo mọi thủ tục vận chuyển của lô hàng từ đầu đến cuối luôn. Cho nên là bạn cũng cần phải cung cấp cho WordPress cái địa chỉ mà người bán để mình có thể giúp các bạn liên hệ và vận chuyển lô hàng theo đúng yêu cầu. Còn nếu bạn chọn FOB thì nghĩa là supplier có trách nhiệm mang cái hàng này tới cái cảng để đưa hàng lên tàu, và người mua thì có trách nhiệm phần còn lại cho tới khi hàng về tới kho ở đầu nhập khẩu. Nên là bạn cũng cần phải cung cấp cho WordPress cái địa chỉ cảng mà supplier mang hàng đến. Tiếp theo dưới này là lô hàng của bạn dự kiến đi bao nhiêu thùng thì các bạn ghi vào đây, ví dụ như là 100 thùng. Bên này là tổng trọng lượng hàng hóa, là bao gồm cả thùng, bao bì đóng gói và bao gồm cả pallet luôn nếu mà khách hàng có yêu cầu ha. Và supplier của bạn cân được bao nhiêu thì cũng ghi vào đây luôn, mình ví dụ là 1.000 kg đi. Ở dưới này là số FNKSU, số SKU. Hai cái số này thì ví dụ như là lô hàng của bạn có giày đỏ và giày xanh đi, thì chỗ này sẽ là số 2. Chỗ này thì khi bạn làm hàng để bán trên Amazon thì còn có những mã này, và mình sẽ nói rõ hơn ở trong những cái video mà nói về Amazon nha. Bên này là số CBM, thì ở đây supplier sẽ cho bạn biết tổng khối lượng lô hàng mà bạn vận chuyển. Còn nếu mà không biết thì các bạn có thể click vào hệ thống của công ty, thì bên mình sẽ tính giúp luôn. Click vào đây. Ví dụ như là chiều dài của thùng là 50, rồi chiều rộng bề ngang của thùng là 50, mình để 50 luôn. Và chiều cao thì mình cũng để 50 luôn. Và click tiếp thì nó sẽ ra những con số. Và tổng thùng hàng của mình ví dụ là mình để 100 thùng đi. Cân nặng của mỗi thùng thì sẽ là 10kg ha. Và mình click vào đây thì nó sẽ ra cái tổng số CBM. Tới đây thì mình có được tổng số CBM rồi. Thì mình sẽ quay lại cái bảng vừa rồi, thì mình sẽ điền số CBM vào cột này. Và các bạn để ý dưới này thì cho mình tổng trọng lượng thể tích của lô hàng luôn, cho nên là mình cũng cần note lại nha. Tiếp theo quay lại bên này thì ở đây mình sẽ điền tên sản phẩm vào. Qua đây là chất liệu sản phẩm, thì đối với chất liệu dễ vỡ thuộc nhóm hàng nguy hiểm thì các bạn cũng cần ghi rõ vào đây luôn, để forwarder có thể nắm bắt được tình hình và có biện pháp bảo vệ hàng hóa cũng như là yêu cầu cung cấp những giấy tờ cần thiết liên quan. Xuống đây là địa chỉ cuối cùng mà bạn muốn WordPress vận chuyển cái lô hàng đến. Bên này thì nếu mà đi hàng E hay hàng C thì mình cũng ghi vào đây luôn. Sau đó mình sẽ bấm vào đây để chọn gửi kèm cái sản phẩm mà bạn muốn vận chuyển. Cuối cùng là note dưới này nếu mà bạn có yêu cầu gì đặc biệt, ví dụ như là mua bảo hiểm cho lô hàng, hay muốn mua annual bond, hay đây là lần đầu tiên bạn nhập hàng vào Mỹ, thì cũng ghi vào đây cho WordPress biết để mà hỗ trợ bạn tốt nhất có thể nha. Ví dụ như ở đây thì mình muốn mua bảo hiểm đi, mình sẽ ghi vào đây. Rồi sau đó khi mà điền đã đầy đủ thông tin hết rồi thì mình bấm submit vào đây. Là xong thì WordPress sẽ nhận được thông tin và phản hồi bạn trong vòng 24 giờ làm việc. Vậy là vừa rồi mình đã đưa đến cho các bạn một số cách và hướng dẫn xin báo giá của công ty Forwarder hiệu quả. Thì hy vọng rằng các bạn có thể nắm được qua vài phút gói gọn trong cái video này. Và nếu như các bạn còn thắc mắc thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.